Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, cách đây hơn một năm, vào Giáng sinh năm 2020, lúc đó có một viên sĩ quan người Hoa Kỳ, tên anh ta là Matt Lima. Anh đang đứng trong công việc thì nhận được một cái tin từ một cái tiệm tạp hóa Stop and Shop, báo cho biết là có hai người đến mua hàng mà không trả tiền. Anh đến ngay, và đến đó anh thấy có hai người phụ nữ dẫn theo hai em nhỏ. Và anh nói cái người chủ cửa hàng giữ lấy hai đứa trẻ vì anh không muốn cho trẻ nghe những chuyện như vậy. Rồi anh nói chuyện với một người trong hai người phụ nữ, anh hỏi sao, và chị ta trả lời: việc không còn, tiền cũng hết rồi, mà Giáng sinh tới, chúng tôi chỉ muốn cho con cái trong nhà nó được ăn Giáng sinh, có một bữa ăn Giáng sinh. Và anh hỏi xem cái thực đơn, xin lỗi cái hóa đơn, thì thấy trong đó ghi toàn là thức ăn thôi. Và anh cảm thấy thương hại, đúng là hai chị này chỉ muốn cho con mình được ăn, mà tiền thì ta cũng biết, cái dịch Covid nó làm cho không còn việc thì tiền cũng không còn. Thế thì anh không bắt giữ mà thả họ. Và rồi không phải chỉ có vậy, anh còn mua một cái thẻ quà tặng 250 đô để gửi cho hai người phụ nữ đó đi mua sắm cho các em nó được ăn Giáng sinh cho vui. Trong lòng anh cảm thấy cái niềm vui của hai người mẹ và niềm vui của những đứa trẻ nó được ăn mừng lễ Giáng sinh. Và rồi anh, khi được phóng viên hỏi, anh trả lời: tôi chỉ biết làm cái điều tôi thấy là đúng. Và hai người phụ nữ đó thì sau tỏ ra rất cảm động và biết ơn anh rất nhiều. Rồi anh cũng nói luôn: tôi cố gắng, chẳng có gì đâu, nhưng mà tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, và tôi thấy dễ thông cảm với họ. Tôi cũng có hai đứa, cũng có mấy đứa con cũng ngang tuổi với con của họ. Và một câu nói đơn sơ của anh sĩ quan cảnh sát Mỹ, anh Matt Lima: tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, mời gọi chúng ta nhìn thấy tình thương của Chúa đối với chúng ta ngày hôm nay. Chúa cũng vậy, khi đã yêu thì không có trên, không có dưới, không có điều kiện, không có quy định nào hết. Chúa đã đặt mình vào vị trí của chúng ta khi xếp hàng với những người tội lỗi
để chịu phép rửa. Chúa có tội chi mà rửa? Không, nhưng mà cái điều Chúa muốn là chia sẻ thân phận của một tội nhân. Và ta cũng biết được Chúa không chỉ chia sẻ trong cái việc đứng ở dưới sông Giô-đan để chịu phép rửa, mà chia sẻ cho đến cùng ở trên cây thập giá. Tội của ai vậy? Tội của chúng ta. Và bài đọc một cho chúng ta thấy cái tình thương của Chúa thật là đặc biệt. Người không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Và có một câu ta nghe nhiều và ta cũng dễ cảm động và thật là hay: người không bẻ gãy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Cái hay của câu này ở chỗ nào? Đó là người không nhìn đến cái lời cho người, mà người nhìn đến cái tốt cho người khác. Đối với ta, cây lau đã bị dập thì thôi bỏ luôn, cây đèn đã còn khói thì cũng bỏ luôn rồi, bởi vì cần gì. Nhưng mà cái đó là cái cần cho ta. Còn giống như cái anh lính mà Mát Lima đó, anh ta đặt mình vào vị trí của hai bà mẹ đó để rồi thông cảm. Và chắc chắn lớn hơn nhiều lần, triệu lần cái tình yêu của anh dành cho những người đó là tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúa không thấy cái điều chúng ta làm cho Chúa, nhưng mà Chúa thấy cái điều chúng ta cần. Người không bẻ gãy cây lau bị dập, phải nói được cây lau bị dập thì nó mong được gì? Nó mong được lành. Tim đèn còn khói nó mong được gì? Nó mong được cháy. Vậy thì Chúa không nhìn đến cái điều mà ta có thể làm cho Chúa, mà Chúa nhìn vào cái điều Chúa có thể làm cho ta. Và chính vì thế mà Chúa đã được Chúa Cha gọi con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Và một câu này nói lên cái điều căn cốt yếu của một niềm tin Chúa ba ngôi: Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Và ba ngôi là tình yêu. Khi mà Chúa Cha sai Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu và phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha, tức là cả ba đều chung một cái ý muốn là đứng vào vị trí của chúng ta, tìm cái điều chúng ta cần, mong cái điều chúng ta ước, chứ không phải là mong cái điều mà Chúa muốn, mong cái điều mà Chúa thích, không một chút nào. Và như vậy đó mới là tình yêu đích thực, tình yêu chân chính. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa đây, trong đời sống của mình, trong gia đình. Ta hãy xem coi chồng của mình, vợ của mình, con cái của mình đang mong cái gì, đang muốn cái gì, để mà ta tìm cái điều tốt cho người mình yêu. Đó mới là tình yêu. Lạy Chúa, dù là Thiên Chúa vua cả trời đất này, thế nhưng chỉ vì yêu thương, Chúa đã xếp hàng với chúng con trong dòng sông Giô-đan để chia sẻ cái thân phận tội lỗi của chúng con, với mong ước duy nhất là chúng con cũng được chia sẻ sự sống của Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống, nhiều khi chúng con đã từ chối chia sẻ sự sống của Chúa khi chúng con không nói lời yêu thương với nhau. Mỗi một khi chúng ta con nói lời yêu thương với nhau là chúng con bắt đầu có và lớn lên trong sự sống của chính Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần để trong năm này là năm đặc biệt cầu nguyện cho gia đình, chúng con cũng trở nên đứng cùng với nhau trong một vị trí của nhau để hiểu nhau hơn, để đồng cảm với nhau hơn và để sống cho nhau nhiều hơn. Amen. Mời anh chị em đứng.